Đây có cái bài này bữa trước làm rồi, còn nay mình sẽ làm mấy cái bài này. Bài này bữa trước làm chưa nhỉ? Tổng chẵn tổng lẻ hình như chưa đúng không? Bài này chưa làm đúng không? Alo. Chưa. Bài này Ờ, chưa đúng bài này một lần là tưởng là có tổng, nhưng mà tổng không? Code array, nó tổng cũng đa array lá thôi rồi mà. mà. Ừ, nó cũng kiểu kiểu thế đúng không? Nhưng mà cái phần chia function anh, em thì cần cái phần chia function nó 5 function kia. Chứ code nó đa lá, vấn đề em Không, nhưng mà chưa biết chia function lắm. đề bài người ta làm gì bắt học với thể hái thì làm gì cần phải chia function nó code hết Đây tức main là rồi, năm cái yêu cầu, đây là năm cái yêu cầu thôi chứ không cần bắt biết năm hàm. có nghĩa là mình code hết ở trong main được mà, có nghĩa là cái function này thực chất nó không phải là hàm mà nó là chức năng thôi, có nghĩa là chức năng ấy, cái chương trình của mình nó có cần có những năm chức năng này đấy, đúng không? Rồi, từ code bài này nhá. Okay. Ừ. CFP0030. Bật này lên lấy hàng check. Rồi mình cứ include mấy cái cơ bản. Hàm check thì anh chỉ dùng một tham số là error rồi nhá, còn message thì anh không truyền tại vì nó có cái chỉ số ấy, anh không muốn truyền ca chuyển kiếp nó hơi phức tạp một chút nên là anh ở dưới này anh dùng trong vòng for luôn giống bài bữa trước. Limit rồi, bài này thì thực chất là nó cũng đơn giản thôi. Sum event Chưa thấy anh true. làm bài nào có sử dụng Geno, Geno. Tại vì anh chưa thấy, anh không biết được là thầy yêu cầu rồi. Có cái bài mà bấm ESC để thoát thì Bài đấy thì hình như bài đấy là đổi thành giết nâu sao? một bài bấm ESC để thoát ấy, hình như là dán cho cái ESC ấy, hình như trong bảng mã ASCII của ESC hay sao. Ừ có, nhưng mà ở trong NetBean nó không dùng được thư viện get ấy, nên nó sẽ không bắt được cái phím EC nên là không 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 làm được. Thì thầy đổi thành đấy này, thầy Hải thầy đổi thành giết nâu đây, có nghĩa là em dẫn giết để tiếp tục còn ấn nâu để thoát đây, thầy Hải thầy đổi thành cái đấy. Có nghĩa là những bài nào mà anh thường có là ESC thì bây giờ thay đổi hết thành Geno. Ừ, bữa trước ấy, bọn anh học thầy Hải bảo thế. Thầy Hải nó dễ tính. Ừ, thầy Hải anh thấy dễ mà, nhiều bọn kêu khó mà anh thấy dễ mà. Trong lúc nắng lúc mưa. Anh học thầy Hải 2 kỳ liền, cả Java với thầy Hải luôn. Thầy Mấy của nhớ em học Java online toàn học học đấy mẹ. Java thì
tìm hiểu trên mạng được mà. Cũng được mà anh cho em cái link được, cho em cái link em cảm thấy nghe được hết. Không biết ngày trước anh học của thằng nào. Trên YouTube anh Ừ, ngày trước không biết anh cũng học nhưng mà anh không biết anh học thằng nào trên YouTube. em có biết vài người chẳng biết dạy tưởng ăn thua không. Hình như Thân Triệu nó mới đổi khoa học ấy. À đấy, Tân Triệu thì anh Ừ. học Tân Triệu thì có khi em biết. Triệu dạy Error. thì nghe bảo được. Dạy C được, còn Java thì không biết như nào. Please. Positive number nha. Và mật cà Được. phê nó không nhìn ra mắt cái nào buồn phản đời sao đây sao đây đặt sâu mặt lên bạc trong nắm đi nhỏ ngồi cho mày nói vẽ đẹp trai cây đi ai dạy ăn một cách ca mùi tiền tiền đó tiền mới khi mới tao đóng là được khuyến mãi nữa tầm có 250 mà cứ mày 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 cuộc tắt 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 tiếng hát nào đây nói chuyện thì tắt tiếng ngoài nhá không ăn đánh ấy. rồi anh khai báo một mã gồm n phần tử nhá, nó nhập vào thôi. In y bằng không, y bé hơn n. Này chán xài mà dùng n. Nhập thì này. Print. Cách này vào. Đây. Đây là lý do anh không nhập cái message là đây. AI bằng get in enter again và rồi tổng chẵn tổng lẻ thì đơn giản là nó là số chẵn thì mình cộng vào cái biến tổng chẵn, nó là số lẻ thì mình cộng vào cái biến tổng lẻ đó. Thì khai báo cho anh hai cái biến là biến tổng tổng lẻ bằng không này. Rồi đặt tiếng Anh cho nó sang nhé. Small này. Semi-even này. Bằng không nó lại bằng không. Mấy bài này anh nghĩ là dễ, mọi người một buổi có thể code được mấy bài như này, review luôn một lúc cũng được mà. Nhưng mà anh cốt được làm chuyện còn thầy có chạy ra cho mình review không? Đúng. Thì chờ bao giờ thầy lại review một phát mấy bài luôn. Chắc thấy thầy không làm review. Giờ đây mình kiểm tra luôn là if. Cái bài này thì thật ra không cần dùng mảng được. Đúng không? Tại vì khi mình nhập được số nào đấy thì mình tính tổng luôn thì mình không cần mảng được. Thì chỗ này mọi người khai báo cho anh một cái biến C nhé. Bỏ cái mảng đi, đỡ mất công tốn bộ nhớ. Cứ nhập từ thằng C trong kiểm tra. C phần trăm 2. Nếu nó là số chẵn thì mình cộng vào biến sum even cộng bằng C. Còn ngược lại thì sum cộng bằng C. Thế thôi. Đỡ mất công dùng cái mảng, dùng cái mảng thì mình sẽ tốn mất n ô nhớ, còn cái này thì mình chỉ tốn mất một biến C thôi. Hiểu chưa? Kiếm biết đâu. Rồi, xong print này. Xong ở đợt trước lớp anh có thằng review một buổi 10 bài vẫn được mà. Thầy bảo thầy cho mỗi đứa 10 phút thì nó review đúng 10 bài.
một phát nó được 400 lốc hay sao. Anh nhớ là nó review hết lượt cái bài dễ này, 10 bài luôn. Vấn đề lần đợt này thì xong cái đợt dịch này lên bọn em được review thầy cho phép dùng máy của bọn em, máy chính của mình review luôn, lớp review luôn. Ừ, đỡ mất công cốt lại đúng không? Cốt lại. Với lại em nghe bảo là thầy bắt xóa đi cốt lại cho thầy đâu. Nếu em review mượt thì thầy sẽ không bắt xóa đâu, nhưng mà nếu mà kiểu non non là thầy sẽ bắt xóa. N này, 6 này, 3, 5, 6, 8, 9, 1, 14, 18 đúng không? Rồi, vậy là có mấy... Bài này thì nếu mà gõ thì tí xong ấy, 10 phút chắc tầm 10... Bây giờ mình thêm một cái option nữa là, ví dụ như là giống như bạn Hoàng nói là Zeno, nhập ký tự đi hoặc là thử thêm vào cái hàm đó cho xem. Giờ anh cho một cái vòng lặp xong nếu nhập giết thì sẽ tiếp tục nhá. Thử luôn nhá. Input element này. Ngay xuống N đúng không? Thế thì cho luôn cái vòng lặp vô tận đây đúng không? Y1 này. Đây. Nên code một cái hàm check get now không nhỉ? Rồi code một cái hàm check get now trên này nhá. Để kiểu in đi. Check get now. Mình sẽ khai báo một cái biến check này. Cha C bằng get cha này, trong khi cha C này chấm phẩy này, xong mình cho một cái vòng do while vào đây, do này while này C. Nếu mà C mà nó khác với lại N hoặc C, có nghĩa là C nó không phải N hoặc là C không phải là N này, hoặc là C nó khác với lại Z, có nghĩa là cái biến C của mình chỉ được là Z hoặc No thôi, còn nếu khác thì mình sẽ bắt người dùng nhập lại. Đó. C khác với biến Yes này thì mình sẽ cho vòng lặp. Vòng lặp này làm cái gì? Vòng lặp làm cái điều này là C bằng get cha. Ok không? Khi nó thoát được cái này rồi ấy thì chắc chắn là người dùng nhập giết hoặc nhập nâu đúng không? Còn nhập khác thì nó bắt nhập lại rồi. Thứ khác thì nó bằng get cha này. Nhập bao giờ nó bằng N hoặc Y hoặc Y này thì nó mới dừng đúng không? Ok, hiểu 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 ý anh nói chưa? Giờ thế này thì mọi người chỉ cần kiểm tra if C mà bằng với lại Z hoặc C bằng với lại Z bằng cái Y này thì return 1, ngược lại return 0. Ok chưa? Đây mình gọi hàm check get now. If check get now mà bằng bằng 1 thì mình tiếp tục lặp đúng không? Có nghĩa là nếu nó khác 1 thì mình thoát. Khác 1 thì break thôi. Rồi, đơn giản thế thôi. Còn bằng 1 thì tiếp tục lặp. Thử nhá. Lỗi gì?
Rồi. Giả sử n bằng nhặt lại cái kia nhé, 6 này. Đây là 3 này, 5 này. Cái này hơi xấu tí nhỉ. 3 5 6 8 9 này. 1 đúng không? Đúng như này đúng không? Giả sử mình nhập A này thì nó vẫn bắt mình nhập lại, nhưng mà nó chưa có thông báo gì thì tí anh sẽ in thông báo sau. Giả sử mình nhập giết đúng không? Ừ, chưa được à? À đây, f p u r g e t d in element này bằng này, cái này là y cộng 1. Thử nhá. 3 rồi. 2 3 4 này. If no. Lại lag à? Từ từ để anh thử check này xem như nào thì anh bảo print phần trăm c này phẩy c này, 2 3 4 này, in ra là t mà nhỉ. Giết thì nó in ra giết mà nhỉ. C này. Còn còn lag nữa không? Kia vào lag, chắc là do mạng chỗ đây à. 3 này, 2 3 4 này. Y này. Có nghĩa là nó không thoát được cái vòng này. C bằng get cha. Nếu à và sai sơ đẳng quá. Cũng nghĩa là nó phải khác tất mấy cái chữ này thì nó mới thoát. Còn nó chỉ cần bằng một trong mấy cái chữ này là nó cho thoát rồi. Còn khác cả n cả y ngắn hoặc y hoa thì nó mới bắt mình nhập lại. Còn nó chỉ cần giống một cái thằng nào trong này thì nó sẽ thoát. Hiểu chưa? Rồi chắc được rồi. 3 này, 2, 3, 4 này. Mình dập dưới đúng không? Đấy, nó quay lại đúng không? 6 này. 3, 2. Để xử mình nhập nâu này. Thoát luôn đúng không? Đấy, cái chương trình giết nâu thì nó đơn giản như vậy thôi. Có nghĩa là như không không cần này đâu. Hàm get cha này nó tự xóa bộ đệm cho mình rồi. 3 này, 2, 3, 4 này. Giết này. Đấy. Ra luôn. Đây này. Thì cái đơn giản là mình khai báo một biến C thôi. Và mình cứ C bằng get cha. Mình so sánh nếu như C nó khác bốn cái ký tự này thì mình bắt nó nhập lại. Còn nó chỉ cần giống bốn trong một trong bốn ký tự này, có nghĩa là mình đã nhập giết hoặc nhập nâu rồi. Ok chưa? Thì mình kiểm tra, nếu như mình nhập giết thì mình tiếp tục, còn nếu nhập nâu thì mình thoát thôi. Nếu giết thì return 1, còn không thì return 0 đó. Dưới này mình kiểm tra, nếu như mà mình khắc 0 cũng nghĩa là khắc 1 cũng nghĩa là bằng bằng 0 ấy thì mình break, cũng nghĩa là thoát, kết thúc vòng lặp. Còn ngược lại thì cứ để kệ nó lại tiếp tục lặp lại thôi. Đó. Mọi người hiểu cái hàm 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 check này chưa nhỉ?
Không, cái hàm check rất lâu rồi này. Ừ, thế lúc nãy bạn nào hỏi gì? Anh tưởng là chưa biết bao giờ. Ý của Đạt hỏi là đã đôi nhỉ? Đấy, ý là nếu mà bài đấy có thêm hàm check ten đâu thì định cho như nào? Đấy, thế thì cho vòng lặp vào và cho gọi hàm check diễn lâu thôi. Thì như hàm check diễn lâu anh nhớ không nhầm là thầy Hải thầy cũng cho hay sao mà. Không có mà tờ, có mà anh. Có không có có mà vẽ không hay đi trên bảng. có chụp ảnh là anh ai chụp được chụp Rồi cái này đang có một cái vấn đề nữa là cái lúc anh nhập sai thì nó chưa chưa thông báo đúng không? Thì giờ làm sao để anh để thông báo? Đây này, có một cái vấn đề này. Ba nhá. 2 và 4 này. Giả sử anh nhập là E đúng không? Anh enter nó không báo một cái gì cả, nhưng mà nó vẫn chờ anh nhập, giả sử anh nhập giết thì nó mới tiếp tục. Thì mọi người biết là cần phải thông báo đâu không ạ? Nghĩa là để bắt cái điều kiện đấy, lúc nào mình nhập sai thì mình đơn giản là mình chỉ cần thêm một cái if và mình copy nguyên cái điều kiện này vào. Có nghĩa là if cái điều kiện này đúng đấy, có nghĩa là cái điều kiện lặp đang còn đúng đấy. Thì mình in ra cái thông báo cho người dùng là enter giết hoặc no đúng không? Đấy, để mình in ra cho người dùng biết là người dùng cần phải làm cái gì đấy trong đấy đến chỗ đấy người bị mắc. Đó, 2 3 4 này. Giả sử anh nhập là A đúng không? Nhưng mà cần phải enter giết no. Đây nó in hai lần tại sao nhỉ? Đu trước mày. Ngoài đu thì không sao nhưng nếu anh để đúng ngoài nó cũng như là Có nghĩa là auto in đúng không? Nếu để như này. mình sẽ đu. Nó sẽ làm đi trong mình trước thì nó in trước đã. Đúng rồi, nó sẽ in hai lần. Thế thì đơn giản là đổi đổi thành while này nhá. Đổi thành while cũng được. File 1 đi. Xong cái cục này như này. Nếu mà nó bằng cái này thì in này. Ngược lại thì thoát. Chung quy lại chắc nó cũng thế mà. Tại vì là anh sợ là không may thầy hỏi cái kia thì mọi người biết cách mọi người chỉnh. Nó vẫn in hai lần là sao nhỉ? Ba này, 2, 3, 4 này. Rồi. Rồi. Vậy có được quả. Bật gì đây? Tiếng 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 gì đây? Anh không biết được. Long le à? Cái Của đấy Long le, của Long le. không phải của anh. Của Long, bây giờ Long vào. Thế ai xem tivi, ai xem thời sự. Đây này, thì đơn giản là như này thôi. Mọi người kiểm tra nếu nó khác cái này thì in ra cái dòng là cần phải enter giết no và xong xóa bộ điện đi. Ngược lại thì break thôi. Break ra để mình kiểm tra xem nếu nó là y thì mình return 1, không thì
trên không thôi. Chắc là chỉ có thế đúng không? Ừ. Còn nếu bài kia thì mọi người bỏ bỏ cái rất nâu này đi với cái kia thôi. Đã có bạn bạn hỏi nên anh làm thế luôn. Rồi bài tiếp theo là bài số 9 phường nhé. Là máy số 9 phương. Ừ. Square năm phần. Red Andy, bài này Ngày trước cũng cũng là Andy kìa. cái này tưởng đạt là Vũ Hoàng làm rồi. Vũ Hoàng đâu vậy? Làm Bên bài này luôn. này chưa? Vũ Trung Phương này. Chưa mày. Mà chắc chỉ là tổng cốt trên lab thôi, còn ở nhà thì chắc chưa. Thôi cứ làm bài này thôi, cũng học được một vài điều trong cái bài này, chủ yếu là mình học được cái gì thôi, còn cái vấn đề đừng đặt nặng cái vấn đề pass thì nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Đề phát thì vẫn phải đặt lên hàng đầu. Không, có nghĩa là vẫn kiểu gì vẫn phải pass À, rồi, ừ, nhưng em mà hiểu, em hiểu ý anh. Em hiểu ý lời ý anh, nhưng mà ý em là chỉ trường hợp khác. không lo đâu. Đá xuống. Nhưng có vấn đề là nhất đi, nhưng mà chưa biết sửa. Không, chưa cài được Hôm đấy nay à? thầy vào, Hôm nay thầy hôm nay thầy còn toang. Hôm nay thầy còn chưa sửa được. Thầy ngồi sửa mỗi cho Vũ Hoàng 20 phút đồng hồ. Thôi cài lại Win Mất nhiều lắm đi. Giải pháp tôi yêu là backup hết sang OD xong cài lại Win. Nhanh mà, cài lại Win tầm 30 phút đấy. với lại OD của em không đủ để lưu hết đâu. Ai, ai chắc lưu phim nhiều. Không phải của em có 256 GB à? Không lưu 256. Cái gì nó kêu nhỉ? Được chưa? Được anh ơi, mấy cái bạn nào trên máy em đấy bình thường có bị giật lag gì Đấy, chắc lỗi mạng của mấy bạn. Mấy hôm anh cứ tưởng lỗi mạng của anh. không? Chắc là máy ra ngoài nó lag, nó đừng nghe nãy giờ mà nó không biết. Không, máy đâu vấn đề đâu, vẫn dùng bình thường mà. Nhìn cái nét pin nó vẫn chạy là không có gì. Cái gì cũng chạy bình thường hết. Rồi cái bài này có hàm check thì copy hàm check. Rồi hàm check thì không có gì đúng không? Bây giờ mình sẽ code một cái hàm check số chính phương. Và cái bài này đúng là quan trọng nhất mỗi cái hàm đấy đúng không? Check số chính phương thì nó cũng như kiểu check số nguyên tố ấy, thì mình cũng đề là kiểu int. Đặt lại either số chính phương là gì nhỉ? Square đúng không? Square. Square number đúng không? Chuyển vào một số này. Định nghĩa số chính phương là như nào nhỉ? Số như nào gọi là số chính phương? Mà nó là số dương và nó căn bậc hai ra được. À đúng, có phải sẽ có hai số giống nhau nhân lại bằng nó. Ừ, thì có nghĩa là căn bậc 2 của nó là số nguyên đúng không? Căn bậc 2 của nó là số tự nhiên thì nó là số chính phương. Đúng không? Còn giả sử ví dụ số 16 thì căn bậc 2 của nó bằng 4 thì nó là số chính phương thôi, còn tại vì là 4 bình phương nên nó đừng bằng 16. Còn ví dụ số 17 thì căn bậc 2 của nó bằng 4 phẩy mấy thì nó không phải là số nguyên, chứ nó không phải số tự nhiên nên nó không phải số chính phương. Ok không? Rồi thì đơn giản là mình sẽ dùng cái hàm căn bậc 2 mình kiểm tra include này, thêm một cái thư viện là mat mat
Rồi mình đơn giản là mình chỉ kiểm tra if này, căn bậc 2 của n. If sqrt của n. Muốn kiểm tra căn bậc 2 của n có phải là số nguyên hay không ấy thì mình ép kiểu nó về kiểu nguyên. Và mình nhân với bản thân nó khi ép kiểu về kiểu nguyên, có nghĩa là mình chỉ lấy cái phần nguyên của n khi lấy căn bậc 2 ấy. Mình lấy hai phần nguyên nhân với nhau và sau mình so sánh với n. Nếu nó vẫn bằng n có nghĩa là căn bậc 2 nó là số nguyên đúng không? Có nghĩa là sau khi mình lấy căn bậc 2 mình chỉ lấy cái phần nguyên của nó thôi và mình nhân hai cái phần nguyên với nhau. Nếu hai cái phần nguyên đấy mà nhân với nhau vẫn bằng n có nghĩa là căn bậc 2 của n là số nguyên rồi. Đúng chưa? Giả sử nhá, anh lấy ví dụ nhá. Giả sử số 16 đúng không? Thì căn bậc 2 của 16 là bằng 4. Nhưng mà nếu cái hàm hàm căn bậc 2 nó sẽ trả về là 4.0 đúng không? 4.0 mà khi mình lấy phần nguyên ấy thì nó vẫn là 4 đúng không? Và 4 nhân 4 thì đúng là bằng 16 đúng không? Và cái số 16 này cũng bằng cái số 16 ban đầu nên suy ra là cái số 16 này là số chính phương. Ok chưa? Còn giả sử mình lấy ở đây là số 17. Thì 17 căn bậc 2 nó sẽ bằng là 4 phẩy mấy, cho là 4,1 hay 4,2 gì đấy nhá. 4,2 mà lấy phần nguyên ấy, phần nguyên của nó thì là bằng 4. Cũng là 4 và phần nguyên của cái bên kia cũng là 4, 4 nhân 4 thì bằng 16 đúng không? Khác 17. Nên cái số 17 không phải số chính phương. Tại vì là lấy hai cái phần nguyên nó nhân với nhau ấy, nó không bằng chính cái số ban đầu. Nên là căn bậc 2 của nó không phải là số, không phải số số nguyên. Ok chưa? Cứ bám chặt cái định nghĩa là số chính phương. Đây anh ghi luôn cái định nghĩa nhé. Chính phương là số có căn bậc 2 là số tự nhiên. Đấy, căn bậc 2 nó là số tự nhiên. Nên khi mình lấy căn bậc 2 và mình lấy cái phần nguyên của nó nhân với nhau ấy, nếu mà vẫn bằng chính cái số ban đầu ấy thì thực chất là cái căn bậc 2 của nó là số tự nhiên. Còn nếu không bằng thì có nghĩa là căn bậc 2 nó là một cái số mà nó số thực, số có dấu phẩy đằng sau này. Ok chưa? Rồi, thì nếu như này thì mình return 1 thôi. Ngược lại return 0. Rồi. Như vậy là xong cái hàm is square đúng không? Rồi, công việc còn lại chắc là đơn giản không? Free này. Check square. Free enter n đúng không? Enter n thì gọi hàm in bằng input check thôi. Enter positive integer n bằng thì sai ly positive integer chỗ này thì mình sẽ cho n là nằm trong đoạn nào nhỉ? Một đến Intermax mắc đúng không? Rồi, tí nữa mọi người sẽ thấy là nó có một cái vấn đề nhỏ, nhưng mà chắc là tí sẽ fix được luôn. Rồi xong mình bắt đầu kiểm tra đúng không? If is square. Is square của n. Có nghĩa là nếu n là số đấy.
Anh thực chất là trong này nó còn bằng bằng một nữa nhé, nhưng mà mình viết không như này nó hiểu là nó sẽ so sánh với số 1 luôn nên là mình không cần viết nữa. Ok chưa? Nếu nó là số chính phương thì mình sẽ in ra cái kia thôi. Print này. Phần trăm d is a square number, còn lại phần trăm d bằng phần trăm d x phần trăm d. Đây sẽ truyền vào là số n này, tiếp theo cũng là số n này, tiếp theo là số int int cái phần nguyên ấy, s qrt của n. Còn in là tên này các bạn. Nếu không int ấy, thì chỗ này nó sẽ in ra là 4 chấm, à không, không cần, tại vì ở chỗ bên này mình, tại vì chỗ bên này mình để là phần trăm d rồi nên nó sẽ ép kiểu từ số thực về, từ số thực về cái, giả sử em 4,0 nó sẽ, Em tại vì là đến đây rồi, nếu mà nó đúng thì nó đã là chính phương chắc chắn rồi, thì cách QRT chắc chắn là nguyên. không, nhưng mà sqrt nó trả về một số float nên là nó sẽ in theo định dạng của float đấy đó, cứ thử nhá. Nên là anh muốn để cho chắc chắn nó là số nguyên luôn, đỡ mất công công ép kiểu ấy, không để như này được. L này nó is not đúng không? Giờ này giờ nó ra phải n đó. Rồi thử check này phát. Giả sử mình nhập số 9 nhá. Úi xồi. Delay lag sao? Sao nó chạy ghê thế nhỉ? Chúng hết luôn. Từ từ để anh xem sao nó làm quả kinh điển thế nhỉ? Inmax này. Nếu mình nhập từ 1 đến Inmax thì ở đây nó bị lỗi cái gì đây? Đấy, lỗi lỗi cái chỗ này. Nè, nó bảo là nên thay thế phần trăm d bằng phần trăm f đúng không? Tại vì là cái căn bậc hai này bản chất nó là một cái số số thực. Nên là mình muốn in ra cái giá trị chỉ là số nguyên thôi, mình để là in. Sao quả này nó chạy quá kinh điển thế nhỉ? 9 này. Sau nãy nó chạy quá nhìn sợ đấy nhỉ. Rồi giả sử mình nhập là 6 đi. Thì 6 không phải đúng không? Bây giờ mình xử lý cái press any key đúng không? Nhưng mà cái đề bài này nó có một cái vấn đề là khi em nhập số âm ấy thì nó thông báo ra là mình cần nhập số dương và nó thoát luôn. Nghĩa là nó không bắt mình nhập lại. Nhưng mà nếu như mình để cái này như này ấy, thì mình nhập số âm đúng không? Trừ 9 nhá. Thì nó sẽ bắt em nhập lại. Tại vì sao? Tại vì là cái, à cái này, anh chưa xóa bộ điểm. Anh dùng cái hàm kia nó không hiểu. Nên nó ra hơi nhiều. Đây này, nếu như chỗ này bọn mình dùng là từ 1 đến int max đúng không? Có nghĩa là em nhập ngoài cái khoảng từ 1 đến int max ấy thì nó sẽ bắt mình nhập lại. Nhưng mà trong cái đề này ấy, nó cho mình nhập cả trừ 9 và nó thoát luôn, nó in ra cái dòng như này. Ok không? Thì cái công việc đơn giản của mình là mình cho nó nhập từ nhập cả số âm luôn. Được chưa? Cái này mình kiểm tra if n nó lớn hơn không,
lớn hơn bằng 0 đi. Bằng 0 thì mình mới làm cái điều này. Đấy, để fix cái chỗ này này. Đấy. Còn ngược lại. Lớn hơn bằng, buồn cười thế nhỉ. Ngược lại thì in ra nó là cái này. Free. Please. Positive integer chấm than. Có nghĩa là nó vẫn bắt được cái trường hợp âm ấy, trường hợp âm thì nó in lỗi khác mà trường hợp số sai nó in lỗi kiểu khác ấy. Nên là mình cần phải làm như thế. Rồi cái gì nữa nhỉ? Press any key nữa đúng không? Press any key nó nằm ở đây. Print. Tại vì là trường hợp nào nó đều có cái dòng print key này anh để ngoài cái vòng if này. Ok chưa? Hiểu ý anh không? Print any key to continue. Chúng dòng này. Và mình tra C. Này cho vòng lặp đúng không? Chỗ này xuống dòng này. Đấy, gọn cốt nhiều giờ nó khôn hơn một chút. Chỗ này xuống dòng này. Này là số này xuống dòng này, không phải cũng xuống dòng này, chỗ này xuống hai dòng này, xuống dòng yeah. Đấy là cái lý do mà ở trong Java nó có cái hàm print line luôn, có nghĩa là tự động xuống dòng luôn, đỡ mất công gõ xuống dòng nhiều. Trừ 9 này. Đấy, hình nó như này đúng không? Đấy, 9 này. Rồi đúng không? 6 này. Rồi. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là đi vào hai cái bài string. Hai bài string thì Count letter. Xử lý string này. Bài này là cái bài gì nhỉ? À, sắp xếp tên à. Mấy bài string này lốc rất là thấp nhưng mà anh thấy nó khó hơn cả mấy bài mảng nhỉ. Nhưng mà dạy cho mọi người biết một chút string thì sau học Java nó đụng cái string nhiều. Xem nào, xem là nên làm bài, tôi bài này làm sao đi, làm bài gì, đếm này trước đi. Rồi, làm bài đếm này trước đi. Bài đếm này thì ban đầu mình sẽ nhập vào một chuỗi, và cái chuỗi đấy, giả sử mình nhập là như này đúng không? Công việc của mình là cần phải đếm xem là có bao nhiêu ký tự A, D, E, H, I, S, T này. Mình sẽ đếm bao nhiêu ký tự mà mình in ra màn hình thôi. Được chưa? Bài này thì có cách làm đơn giản nhất đấy. Giờ anh cứ trình bày cách làm đơn giản nhất đấy nhá. Application này.
Thì mọi người nghĩ xem có cách nào. 27 lốc mà khó phết đấy, tại vì anh thấy nó nhiều vấn đề nói được này, anh dạy mọi người về này thôi. Rồi mọi người nghĩ được cách nào để đếm 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 cái này bao nhiêu chữ A, bao nhiêu chữ D, bao nhiêu chữ E, bao nhiêu chữ H, bao nhiêu chữ này, và thống kê nó ra như nào? Đấy, 27 lốc đây. Có bạn nào có ý tưởng về bài nào? Lên tiếng bài này hôm nay em mở ra phát em tắt luôn, Tắt luôn à? vì vì nếu mà nó có Đấy, dùng mà bảng 27 lốc thì nó chưa chắc nó phải là dễ, tùy đấy. tại vì là nó ngắn rồi đúng không? Chắc là do code nó ngắn. Thì cái cách đơn giản nhất ấy là mình sẽ đếm lần lượt từ A đến đến Z luôn, và cái thằng nào mà số lượng nó khác không ấy thì mình in nó ra. Ban đầu là mình sẽ đếm xem là trong này có bao nhiêu chữ A đúng không? Nó có hai chữ A đúng không? Khác không thì mình in ra A hai này. Rồi tiếp tục mình đếm bao nhiêu chữ B thì không có chữ B nào cả, mình không in B. Bao nhiêu chữ C thì không có, đến chữ D có một chữ thì mình in ra D này. Ok không? Chữ E bắt đầu E có hai chữ thì tiếp tục. Sau F không có, G không có, đến H có này, có nghĩa là cái thằng nào có thì mình in, còn nếu nó bằng không thì mình không in nữa. Đó. Làm cái công việc là đếm xem trong cái chuỗi này có bao nhiêu chữ A thì mọi người có làm được không ạ? Nhập vào một cái chuỗi này, đếm xem trong cái chuỗi này có bao nhiêu chữ A nữa. Thì mọi người có làm được không? Ngày xưa em có code ở trên C thôi, còn lại ở trên này thì chưa biết, trước không nói trước, chưa thử làm Thì đến thì có nghĩa là vẫn là làm như C thôi, có nghĩa là thì cách làm là gì nhỉ? Nghĩ luôn được mà. Thì nó giống như mảng thôi. Giả sử mình tìm trong một cái mảng có một cái phần tử nào bằng 5 hay không ấy thì mình công việc mình cần làm là làm gì nhỉ? Là duyệt hết cái mảng đấy và xem có thằng nào bằng 5 không. Thì mình đếm thôi. Thì cái này cũng thế. Có nghĩa là mình duyệt hết cái chuỗi này và xem có thằng nào bằng A không. Nếu nó bằng bằng A thì mình cao cộng cộng lên thôi. Sau cuối cùng mình in ra cái cao thôi. Được chưa? Rồi làm nhé. Include này. Studio chấm hai này, ok luôn này, string, cái này liên quan string nha, mình sẽ dùng cái thư viện string, rồi thế thôi, mày này code tắt main luôn, rồi print, anh sẽ khai báo một cái string s kiểm tra nhá, s 100. Cho tầm 100 ký tự thôi. Này nó có bảo bao nhiêu không nhỉ? Nó không bảo đúng không? Rồi mình cứ cho 100 thôi. 26 các bạn, mở lại cái đề. Đâu? Nó bảo là 26 ký tự là 26 chữ cái ấy. Từ A đến Z là có 26 ký tự ấy. Mình khai báo một cái này thôi. Để nhập vào một chuỗi thì mình dùng cái hàm get s thôi. Print enter a string để nhập vào một chuỗi này, mình dùng hàm get s này, s này là xong. Get là lấy, s là string có nghĩa là lấy vào một string, còn get c ấy, thì là get cha có nghĩa là lấy vào một ký tự, nó giống nhau. Còn cái này là get s có nghĩa là lấy vào một string thì là nó lấy nhiều ký tự. Rồi xong khi có cái S đúng không? Bây giờ mình đếm rồi đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ấy là cái này này, giả sử cái chữ T này nó có chỗ à, cái chữ 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 T này nó lúc thì hoa lúc thì thường đúng không?
Nhưng mà lúc nó đếm thì nó vẫn đếm 5 thôi, có nghĩa nó đếm cả cả hoa cả thường đó. Đó. Có nghĩa nó hoa với thường nó đếm giống nhau hết. Đó. Nên là cái để mình có thể đếm được một cách trọn vẹn nhất, có nghĩa là mình sẽ làm chuyển cả cái chuỗi này thành thường. Mình đếm thì nó sẽ không bị mâu thuẫn hoa thường đúng không? Nên là mình biến cả cái chuỗi này thành chuỗi thường hết, chữ thường hết. Thì để biến thì trong string nó có một cái hàm là hàm str l wr. Có nghĩa là lower case, có nghĩa là chuyển cái s này thành thường này. Thường hết. Thế sau mình thử in cái này rồi nhá. Xem anh bảo có đúng nha. Ông anh có nói điều. Đây, thử in nha. This is the test data. Đấy, nó biến ảnh hưởng hết đúng không? Này nó bị gì nhỉ? Bị gì mà bây giờ nó mọc cái khóa này nhỉ? Này bị ngáo à, nó ra cái khóa nhưng vẫn chạy bình thường, tôi kệ không gì. Rồi giờ đến công công đoạn đếm đúng không, thì ban đầu là mình sẽ duyệt duyệt hết cái mảng này và mình đếm đúng không, có nghĩa là ban đầu mình sẽ đếm xem có bao nhiêu chữ A này, bao nhiêu chữ B, bao nhiêu chữ C, bao nhiêu chữ D đến bao nhiêu chữ Z đúng không, thì ban đầu mình phải for cái bảng chữ cái trước đã. For cha này ch bằng này, bắt đầu từ a này phải ch bé hơn z này, bé hoặc bằng z nhé, chấm phẩy ch công cộng, mình để kiểu cha nên mình for nó bình thường, nó cứ từ sau a nó đến b thôi, cái này là mình for hết bằng chữ cái thôi. Này nó bị cái gì nhỉ? Chấm phẩy nhé. Rồi, tiếp theo là mình sẽ duyệt chuỗi. Duyệt chuỗi nhá. Để duyệt chuỗi thì mình cũng for y bằng 0. Chấm phẩy y bé hơn str. À vậy. Str len đúng không? Của s. Và mình sẽ khởi tạo một cái biến đếm ở trên này, đếm bằng không, if str à, s của y mà bằng bằng với ch thì đếm cộng cộng hết vòng for này. Mọi người có hiểu tại sao lại đếm như nào ạ? Có nghĩa là ban đầu cái ch này bằng a này thì mình sẽ đếm xem, mình sẽ duyệt hết cái chuỗi này và nếu thằng nào bằng A thì mình đếm. Ok chưa? Tiếp sau đến vòng lặp tiếp theo ấy thì nó lên B và đếm, nó tiếp tục khởi tạo lại bằng không để nó đếm xem là có bao nhiêu thằng B trong đấy. Được chưa? Tiếp tục. Và mỗi lần mình đếm xong ấy thì mình kiểm tra là if đếm nó khác không thì mình mới in nó ra màn hình. Thì print ra. Viết thêm một cái function. Không, nếu nó đếm nó khác không thì mình in luôn. Không, em đang bảo là phải check xem nó có phải là ký tự hay không, nữa thì phải nhập số hay gì. Nhập số thì mình không đếm thôi, tại vì nó chỉ yêu cầu đếm các ký tự alphabet thôi mà, ký tự từ A đến Z thôi mà, 26 ký tự này. Không, em đang bảo là ví dụ người ta nhập số thì nó sẽ như nào, nó có bị báo lỗi hay là gì không, là Không. nó vẫn nhận. Nó vẫn nhận số nhưng mà nó không đếm thôi. Nghĩa là nó chỉ đếm từ A đến Z thôi. Còn chỗ số thì nó bỏ qua, tại vì chỗ chỗ này mình có kiểm tra với số đâu. Guideline kia nó bắt phải viết một cái hàm function là insert alpha. Cái gì? Anh thấy cái guideline ở dưới không? Is alpha đúng không? Xem cái từ chất này không cần đâu.
Không cần đâu. Đây nó giới thiệu thêm một số hàng, nó e-wrapper, e-to-lower. Không cần đâu, cái này không cần đâu. Này quay lại hướng dẫn mà mình không làm theo hướng dẫn vẫn được mà. Đi ngược lại với hướng dẫn vẫn được mà. T này. Phần trăm C này, là mình in ra cái CH này. Hai chấm này, cách là một cái này, phần trăm D này. Thì chỗ này là ký tự CH có đếm ở dòng kia. Có nghĩa là nếu nó khác không thì mình mới in, còn nếu nó bằng không thì mình không in. Đây giả sử tí cái ký tự B đúng không? Nó bằng không thì mình không in B ra, mà cái thằng A này có thì in này. Có thằng nào thì in một dòng này, xong tí có dòng tiếp lại in tiếp, in tiếp, in tiếp được. Hiểu chưa? Thử chạy nhá. Rồi dần dần anh sẽ hướng dẫn mọi người fix cái này nó tối ưu. Z E Z Data. Ôi này hơi xấu nhỉ. Nhưng mà hình như đúng rồi đấy. Xuống dòng này. E Z Data. Rồi. 2 này, 1 này. 2 2 2. Đúng rồi đúng không? Rồi. Đây là cách 1 nhá. Có nghĩa là mình đếm hết cái bảng chữ cái và nếu nó đấy thì mình in nó ra. Tiếp theo là có một cái cách 2. Là có là cái cách người ta viết ở trong này. Nghĩa là người ta yêu cầu mình tạo một cái mảng gồm có 26 phần tử. Gồm có 26 phần tử, ok chưa? Và từ từ để anh nghĩ. Là cái phần tử 0 ấy nó sẽ đếm là số lượng ký tự tự A. Phần tử 1 ấy thì nó sẽ đếm số lượng ký tự B, nó cũng giống 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 như này, và phần tử thứ 25 ấy nó đếm số lượng ký tự Z. Nó cũng kiểu kiểu như cái này. Nhưng mà nó làm theo kiểu này. Để anh thử làm nha. Anh chưa code cái này bao giờ nhưng mà hôm nay anh mới để ý là nó có cái hướng dẫn. Thì mình sẽ khai báo một cái mảng là mảng int này. Mảng này là mảng đặt là cái gì nhỉ? Mảng cao nhá. Gồm có 26 phần tử này. Thì này nó hơi khó một chút. Mọi người nhìn cái bảng mã ASCII nhá. Xấu đấy nhỉ. Rồi. Thì mọi người quan tâm cho anh là cái ký tự A là nó bắt đầu từ đâu ạ? Sao cái này nhìn nó kiểu gì ấy nhỉ? Đây. A thường là 97 đúng không? Alo. Rồi vẫn còn hả? A thường là 97 đúng không? Và nó sẽ map với phần tử 0 đúng không? Cái phần tử 0 ấy thì mọi người nhìn cái ký tự 0 ấy. Ký tự 0 đâu rồi nhỉ? Ký tự 0 nó bằng 48 đúng không? Thì có nghĩa là cái thằng thứ 97 thì nó sẽ map với thằng 48. Ok không? Nó cứ tăng dần lên. Rồi.
thì đơn giản là mình sẽ for này in y không y bé hơn str len của s phẩy y cộng. Cách này anh mới nghĩ ra nên là không biết là như thế nào. Mình sẽ đếm đúng không? str thực ra làm cách này nó còn lâu hơn cách trên. Tại sao đề bài nó hướng dẫn làm cái cách củ chuối thế nhỉ? Như là cái cách này thì ban đầu mình phải for này, in y 26 ký tự này mình phải gán nó bằng không hết. Rồi, giờ sau khi nghĩ thì anh thấy cái cách của anh nó tối ưu hơn. Tại vì đề bài không, cái này là kiểu người ta chỉ hướng dẫn thôi. Có nghĩa là đề bài yêu cầu là tạo ra một cái mảng có 26 phần tử và sau mình đếm và mình add vào đấy. Thì cái phần tử A thì nó sẽ add vào cái vị trí đầu tiên ở trong mảng. Sau vị phần tử B thì nó sẽ add vào cái vị trí tiếp theo là vị trí thứ một ở trong mảng, thì cuối cùng mình lại duyệt cái mảng đấy, mình xem thằng nào nó khác không thì mình in nó ra. Thì thay vì nó cứ duyệt đi duyệt lại thế thì anh duyệt luôn một phát, có nghĩa là anh duyệt luôn, anh đếm A, anh cũng đếm A đúng không, sau đó anh cũng đếm B đếm C đếm D, nhưng mà mỗi lần anh đếm đếm xong thì anh in luôn thì khả năng nó nhanh hơn. Hiểu chưa? Mọi người hiểu cái vòng for này không? Đúng không? Rồi. Thế là được rồi. Còn cái... Để tí anh thử xem cái này nó bảo cái gì nhé. Nếu mà đấy thì không, anh làm video anh up YouTube. Giờ mọi người cứ nắm cái cách này cho anh.